Ngày 12 tháng 9, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Ngọc Tuấn 22 tuổi và Nguyễn Trần Văn Huy 26 tuổi cùng trú tại quận 4 để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là hai nghi phạm trước đó đã tấn công tài xế xe ôm công nghệ cướp xe máy xảy ra vào ngày 5 tháng 9. Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài, Lê Ngọc Tuấn và Nguyễn Trần Văn Huy đã rủ nhau đi trộm tài sản. Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 5 tháng 9, hai đối tượng đi bộ từ quận 4 sang quận 7 nhưng không tìm được tài sản để trộm cắp nên quay về. Cả hai sau đó dừng nghỉ trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Lúc này Huy và Tuấn phát hiện anh NVG 34 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ, làm tài xế xe ôm công nghệ đang chờ khách nên yêu cầu tài xế trở về đường Ngô Văn Sở, quận 4. Trên đường di chuyển, Huy lấy trong người tờ tiền mệnh giá 2 đô la Mỹ để trả nhưng anh G không đồng ý. Hai đối tượng sau đó nảy sinh ý định cướp xe máy và điện thoại của anh G. Do nắm rõ địa hình khu vực, đối tượng Huy đã yêu cầu tài xế dừng xe tại khu vực vắng người gần trường học trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 để thuận tiện cho việc cướp tài sản. Sau khi dừng xe, đối tượng Huy giả vờ mượn điện thoại của tài xế để gọi cho người thân. Nhân lúc anh G không đề phòng, nghi phạm Huy đã dùng tay đánh mạnh vào gáy khiến nạn nhân choáng váng ngã xuống đường. Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, sau khi phát hiện bị cướp, tài xế xe ôm công nghệ đã hô hoán, chống trả quyết liệt. Thấy hai đối tượng chuẩn bị nổ máy tẩu thoát, nam tài xế đã lao đến tung cước, đạp thẳng vào nhóm đối tượng. Tuy nhiên hai nghi phạm vẫn tẩu thoát thành công. Sau khi vụ việc xảy ra, anh G đã đến công an trình báo. Vào cuộc xác minh, công an quận 4 xác định Lê Ngọc Tuấn và Nguyễn Trần Văn Huy là nghi can nên tiến hành truy bắt. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh lai lịch, Huy từng có hai tiền án tiền sự và nghiện ma túy đá. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.